Nguyễn Trãi và vụ án lệ chi viên. Nguyễn Trãi sinh năm 1380 hiệu Ước trai, quê gốc ở làng Chi Ngại huyện Phượng Sơn, nay là Chí Linh, Hải Dương. Ông là con của Nguyễn Phi Khanh, tiến sĩ cuối đời Trần và bà Trần Thị Thái, con gái quan tư đồ thượng hậu Trần Nguyên Đán. Trước sự lớn quyền của họ Hồ, Nguyên Đán đã gây dựng mối quan hệ tốt với Hồ Quý Ly, vào năm 1400 khi Hồ Quý Ly phế vua Trần Thiếu Đế, lập nhà Hồ, con cháu Trần Nguyên Đán đều được Hồ Quý Ly cất nhắc làm quan. Cùng năm nhà Hồ mở khoa thi nho học Nguyễn Trái tham dự và đỗ thái học sinh, sau đó ông được làm ngự sự đài. Năm 1401 ông được hán thương bổ làm, hàm lâm viện học sĩ. Thời gian làm quan của cả hai cha còn Nguyễn Phi Khanh cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Năm 1407, Minh Thành tổ phái trương phụ đem quân xâm lược đại ngu, nhà hồ thất bại. Hồ Quý Ly cùng nhiều triều thần bị bắt đem về Trung Quốc. Lúc này Nguyễn Trái đang chạy trốn, tổng binh trương phụ ép Nguyễn Phi Khanh viết thư gọi ông. Bất đắc dĩ, ông phải ra hàng, nhưng ông không chịu ra làm quan cho nhà Minh. Quân Minh muốn giết đi, Thượng thư Hoàng Phúc thấy mặt mũi khác thường nên đã tha cho và giam lòng ở thành Đông Quan. Khi Nguyễn Phi Khanh bị đẩy sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi khóc chạy theo cha đến Ải Nam Quan, ý muốn đi theo hầu hạ cha. Nhưng Nguyễn Phi Khanh không đồng ý và khuyên ông rằng cần phải trở về mà lo trả thù cho cha. Cuộc đời Nguyễn Trãi từ sau năm 1407 đến khi vào yết kiến lê lợi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn chưa tìm thấy những tài liệu chính xác đầy đủ về ông trong thời kỳ 10 năm đó khi nguyễn trãi vào ý kiến lê lợi dâng cuốn kế sách bình ngô giữa lúc nghĩa quân nam sơn đang nguy ngập thì đây thực sự là nắng hạn gặp cơn mưa rào lê lợi rất trọng dụng phong ông làm quân sư ngày đêm bàn bạc việc lớn có chuyện Nguyễn Trãi đề xuất một kế nhằm tuyên truyền thân thế cho nghĩa quân Lam Sơn. Ông dùng nước cơm trộn mỡ viết vào lá cây tám chữ lê lợi vì quân, bách tính vì thần, khi kiến ăn, thành chữ trên mặt lá. Lá dùng trôi theo dòng nước, lòng tin vào Nam Sơn khởi nghĩa được truyền đi khắp nơi, khiến cho mọi người hết sức tin tưởng vào tương lai của nghĩa quân. Đầu năm 1427, Lê Lợi Phong Nguyễn Trái làm triều liệt đại nhập nội hành khiển, lại bộ thượng thư. Lê Lợi xây dựng một toàn lầu nhiều tầng ở dinh bồ để trên bờ sông Hồng cao ngang tháp báo thiên, ngồi trên lầu xem xét hoạt động của quân minh ở trong thành. Nguyễn Trái ngồi hầu ở ngay tầng dưới để bàn luận quân cơ. Trong giai đoạn bao vây đồng quan, Nguyễn Trãi liên tục viết thư vụ hàng dùng lý lẽ thấu đáo buộc địch chấm dứt chiến tranh rút quân về nước. Trong thời kỳ này, Nguyễn Trãi năm lần trực tiếp vào thành Đông Quan vận động tướng nhà Minh ra đầu hàng. Trong những bức thư khuyên hàng, Nguyễn Trãi luôn đánh vào tâm lý làm lung này tinh thần giặc. Kết quả trong 15 thành trì mà quân Minh chấn giữ, nghĩa quân Nam Sơn chỉ phải tiêu diệt hai thành bằng bạo lực, số còn lại đều ra hàng. Cuối năm 1427, Minh Tông xuống chiếu điều binh cứu viện. xài Liễu thang đem 10 vạn quân từ Quảng Tây, Mộc Thạch đem 5 vạn quân từ Vân Nam cùng tiến quân vào nước ta. Trong trận đánh chi lăng đạo viện binh của nhà Minh với số lượng lên tới hơn 10 vạn quân đã bị quân Lam Sơn tiêu diệt hoàn toàn. Tháng 11 năm 1427 Tổng binh Vương, G và Sơn Thọ nhà Minh sai người mang thư đến giảng hòa. Lê Lợi chấp nhận lời gửi tặng thổ sản và hải sản. Dẫu vậy Vương Thông vẫn do dự chưa quyết, lại đem quân ra đánh, bị nghĩa quân Nam Sơ đánh bại, suýt bị bắt sống. Lúc bấy giờ một số tướng sĩ khuyên Lê Lợi công phá thành Đông Quan giết hết quân Minh để trả thù. Riêng Nguyễn Trái khuyên Lê Lợi mở đường sống cho giặc. Lê Lợi đã nghe theo ông, hạ lệnh cho các quân giải vây và Lê Lợi đã lập hội thể ở Đông Quan quân Minh hẹn đến ngày 12 tháng 12 năm Đinh Mùi sẽ rút hết quân về nước. Đến tháng 4 năm 1428 Lê Lợi lên ngôi ở Điện Kính Thiên trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người. Nguyễn Trái đã thay mặt vua đọc Bình Ngô Đại Cáo, chính thức tuyên bố về sự kế thừa chính đáng của nhà hậu Lê. Lê Thái Tổ đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng căn cứ vào công cao thấp mà định thứ bậc nguyễn trãi làm quan phục hầu ông được mang quốc tính họ lê trong thâm tâm của nguyễn trãi luôn có một mối lo ngại nhất định khi thấy trong triều đình nhà lê tiềm ẩn rất nhiều ngòi nổ xung đột còn thêm vua lê thái tổ cũng giống như minh thái tổ Trung nguyên trương thường coi công thần như gai nhọn phải nhổ bỏ cái chết của người em họ ngoại Trần Nguyên Hán vào năm 1429 đã minh chứng rõ ràng nhất cho những suy đoán trên của ông. Từ đó dù đã cố gắng tìm cách tránh xa các cuộc tranh chấp quyền lực, trở về với những vui thú nơi trang ấp, cuối cùng ông cũng không thoát khỏi quần quay nghiệt ngã của chốn quan trường. Năm 1433 Lê Thái Tổ mất, Lê Thái Tông lên thay cuối năm 1437 ông xin về Côn Sơn nơi trước kia từng là thái ất của ông ngoại. Tới năm 1439 Lê Thái Tông lại bổ ông chức nhập nội hành khiển, hàng lâm viện học sĩ. Từ khoa thi hội năm 1442 Nguyễn Trãi với danh nghĩa là hàn lâm viện học sĩ làm giám khảo kỳ thi này. Ngày 27 tháng 7 âm lịch năm nhâm tuất 1442 vua đi duyệt quân ở thành trí Linh Hải Dương, Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn. Ngày 4 tháng 8 âm lịch vua về đến lệ chi viên thuộc huyện Gia Định này thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh. Khi đó cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ một người thiếp của Nguyễn Trãi đã 40, nhưng xinh đẹp, lại có tài văn chương. Nguyễn Thị Lộ luôn được vào hầu bên cạnh nhà vua. Khi về đến lệ chi viên, vua vui vẻ thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi đột ngột mất các quan bí mật đưa về, ngày 6 tháng 8 âm lịch mới đến kim sư nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Triều đình đã quy Nguyễn Thị Lộ tội giết vua, ngay sau khi thái tử băng cơ mới 2 tuổi lên nối ngôi, tức là Lê Nhân Tông Nguyễn Trái bị Chu Di Tam tộc vào ngày 16 tháng 8 âm lịch năm 1442. tháng 8 năm 1464 sau 22 năm vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu giải tội cho Nguyễn Trãi truy tặng ông tước Hiểu, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình đối với giai gia đình ông. Bổ dụng con cháu ông làm quan. Năm 1467 Lê Thánh Tông cho siêu tầm lại thơ văn Nguyễn Trãi. Vì chịu án, đa phần các tác phẩm của Nguyễn Trãi do bị tiêu hủy và tới vua Lê Thánh Tông đại xá thơ văn của ông mới lại được khôi phục phần nào tuy nhiên vẫn được dự đoán là quá nhỏ so với những việc nguyễn trãi đã làm bởi trên thực tế vào phân tích những áng thơ của ông nhiều sử gia khẳng định rằng ông đã làm nên cả một thời đại của riêng mình với tư tưởng của riêng mình tư tưởng nguyễn trãi là sự hòa quyện giữa tư tưởng nho giáo phật giáo và đạo giáo trong đó nho giáo đóng vai trò chủ yếu có kết hợp chặt chẽ vào hoàn cảnh thực tiễn việt nam lúc đó Tư tưởng Nguyễn Trãi đã vận dụng xuất sắc các tư tưởng nho giáo vào công cuộc khởi nghĩa chống lại sự thống trị của ngành mình cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đầu nhà Hậu Lê. Toàn bộ hệ thống tư tưởng triết học chính trị của ông đã gắn liền với tinh thần yêu nước, yêu hòa bình của nhân dân. Ý trời là lòng dân. Theo Nguyễn Trãi nếu mà con người không theo lòng trời thì có thể chuyển yên thành nguy và tự rước họa vào thân nguyễn trái đầy lòng thương dân yêu dân và trọng dân ông khẳng định nhân dân là lực lượng sản xuất ra vật chất của xã hội và động lực quyết định sự suy vong của đất nước ông được coi là nhân vật lịch sử có tư tưởng nhân dân cao quý nhất trong lịch sử chế độ phong kiến của việt nam hai câu mở đầu của bình ngô đại cáo việc nhân nghĩa cốt ở yên dân quân điếu phạt trước lo trừ bạo như lời dặn dò các triều đại cầm quyền muôn đời sau